trước khi nổ ra xung đột Ukraine có thu nhập cao hơn Việt Nam. Vào năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của Ukraine là 4.110 USD, cao hơn Việt Nam chỉ có 3.590 USD. Vậy Ukraine có thu nhập xếp thứ mấy tại châu Âu? Theo Workbench thì cả trước và sau khi nổ ra xung đột thì thu nhập bình quân đầu người của Ukraine vẫn là thấp nhất châu Âu. Dân số Ukraine hiện tại là bao nhiêu? 37 triệu người, thấp hơn 3 lần so với dân số Việt Nam. Diện tích cả hai nước thế nào? Ngược lại, diện tích Ukraine lớn gấp đôi Việt Nam. Quân sự Ukraine có mạnh hơn Việt Nam? Theo Global Firepower 2024 thì quân sự Ukraine cũng cao hơn 4 bậc so với Việt Nam, xếp thứ 18 trên thế giới. Thế chỉ số phát triển con người của Ukraine có cao hơn Việt Nam? Chỉ số phát triển con người HDI của Ukraine cũng lớn hơn Việt Nam một chút. Việt Nam 0,726 thì Ukraine là 0,734. Thế xung đột với Nga có làm kinh tế Ukraine đi xuống? Đúng, GDP danh nghĩa năm 2021 là 199 tỷ USD, xuống còn 160 tỷ USD năm 2022. Ukraine đã tham gia EU hay NATO chưa? Tới thời điểm hiện tại, Ukraine vẫn chưa được kết nạp là thành viên của EU hay là NATO. Thế Ukraine có gì xếp nhất châu Âu? Ukraine chính là quốc gia có lãnh thổ lớn nhất nằm gọn ở trong châu Âu. Theo bạn, Việt Nam mình có những gì hơn Ukraine nữa?